quý vị và các bạn, với chủ đề đoàn kết sáng tạo vượt khó phát triển, trong tháng công nhân năm 2021, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tăng cường chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động. Những hoạt động ý nghĩa này lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, được đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động nhiệt liệt hoan nghênh, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ. Diễn ra trong điều kiện vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Tháng công nhân năm 2021 đã được các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động đã ghi dấu ấn đậm nét về chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức người lao động với những việc làm cụ thể. Từ đó, các đoàn viên công đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, sự năng động sáng tạo, tính tự lực tự cường và khát vọng thịnh vượng, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện, khu kinh tế, doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký các phong trào thi đua cụ thể, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị, triển khai đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đồng thời xây dựng mô hình điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến các giải pháp hay, hiệu quả để học tập. Điểm nổi bật trong tháng công nhân năm nay là chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển được triển khai từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5, nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị. Để triển khai có hiệu quả chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp công đoàn. Những sáng kiến của đoàn viên công nhân viên chức lao động đã được người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý triển khai thực hiện, mang lại lợi ích thiết thực. Tôi đã đưa ra cái ý tưởng là sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học địa lý, đặc biệt là lớp 12, để ôn tập cho học sinh, củng cố kiến thức cho học sinh trong các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ và đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và kết quả đạt được đó là về các cái kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, mặc dù là đề chung cho toàn khối, mà xếp, tức là khi mà xếp xem thi là xếp lẫn lộn theo vần alphabet giữa các khối 10, 11 với nhau, kết quả của môn địa rất là cao. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động của đời sống xã hội. Để phòng chống dịch bệnh, nhiều đơn vị đã có những sáng kiến hiệu quả. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, Công đoàn Bệnh viện đã chế tạo ra hệ thống máy khử khuẩn tự động lắp đặt tại cổng ra vào để tất cả phương tiện, người vào bệnh viện đều được khử khuẩn, đảm bảo công tác an toàn trong phòng dịch. Với cái buồng khử khuẩn thì có tác dụng rất tốt, giảm cái nhân công và người bệnh đến thì được phân luồng đi qua cái buồng đệm, cũng tác dụng là vệ sinh, tiệt trùng tiệt khuẩn cho người bệnh. Cùng với việc động viên khuyến khích người lao động phát huy khả năng sáng tạo, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động luôn được các cấp công đoàn đẩy mạnh. Trong tháng công nhân năm nay, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và các đoàn công tác, các cơ quan doanh nghiệp đã đến trực tiếp trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cũng tổ chức các đoàn thăm và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống của người lao động và tặng quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, triển khai chương trình phúc lợi cho công đoàn viên, đồng thời trao đổi giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động của công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp. Đến nay đã có 13 trên 35 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. 100% công đoàn cơ sở có kế hoạch triển khai các hoạt động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn các cấp đã tổ chức hỗ trợ thăm hỏi 7.866 đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 460 suất quà với số tiền 490 triệu đồng cho 460 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Hỗ trợ 33 gia đình đoàn viên, người lao động làm nhà và sửa nhà với số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng. Thăm hỏi hỗ trợ 50 trường hợp đoàn viên, công nhân lao động có con bị tật nguyền với số tiền 50 triệu đồng. Cũng trong tháng công nhân, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện chương trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với đoàn viên, người lao động,
tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động, tổ chức tuyên dương đoàn viên, công nhân viên chức lao động có thành tích tốt. Mỗi chương trình hoạt động đều mang lại sự ấm áp, niềm vui, hạnh phúc cho đoàn viên, người lao động. Công nhân được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do liên công đoàn và công ty tổ chức. Thứ hai là công nhân sẽ có điều kiện để trao đổi đối với công đoàn huyện, công đoàn cơ sở về cái tâm tư, nguyện vọng, những mong muốn của công nhân đề ra đối với công ty. Và thứ ba là đây cũng là điều kiện để công đoàn huyện và công đoàn cơ sở quan tâm đến những cái công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong công ty. Hôm nay em được nhận quà thì rất là có ý nghĩa, rất là to lớn ạ, với bản thân em ạ và gia đình ạ. Để cụ thể hóa nghị quyết số 58 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030. Đến nay đã có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và gần 90% công đoàn cơ sở tổ chức phát động được cấp ủy chính quyền chuyên môn đồng tình ủng hộ, đoàn viên người lao động tích cực tham gia đăng ký thực hiện. Thì trên cơ sở chỉ đạo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa thì Liên đoàn huyện Quảng Xương chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tổ chức các hội nghị để triển khai cho tất cả các công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn huyện trực thuộc Liên đoàn Đông huyện. Và trên cơ sở đó, để các công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn huyện hưởng ứng tổ chức tốt, thì chúng tôi tổ chức lễ phát động công nhân viên chức lao động huyện Quảng Xương thực hiện thực khóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng. Qua cái phát động phong trào này thì tất cả công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn huyện đã hưởng ứng một cách mạnh mẽ và thi đua sôi nổi. Trên tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, các cấp công đoàn đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ đó lan tỏa tinh thần ý nghĩa của tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hoạt động hay, những cách làm sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm để tập trung chỉ đạo tốt hơn nữa các hoạt động với mục tiêu là đoàn kết, sáng tạo, vượt khó phát triển và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Cái thứ nhất là tập trung nâng cao hiệu quả hơn nữa các hoạt động, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước hiện nay của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là nhấn mạnh cái phong trào công nhân viên chức chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng được triển khai sâu rộng trong các cấp công đoàn giai đoạn trước mắt là từ nay đến 2025 và hướng tới năm 2030. Nhiệm vụ thứ hai mà các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo đó là tập trung nâng cao hiệu quả hơn nữa các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đặc biệt là chăm lo cho công nhân lao động có trực tiếp sản xuất kinh doanh. Vấn đề thứ ba chúng tôi đang cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới đó là tập trung cho các cái hoạt động là đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ công nhân lao động, công nhân viên chức lao động nói chung trên địa bàn tỉnh để hướng tới thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu phát triển trên địa bàn toàn tỉnh của chúng ta, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể nói tháng công nhân chính là biểu hiện sinh động về trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của tổ chức công đoàn. Trong mọi hoàn cảnh, hoạt động công đoàn luôn hướng về người lao động, là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn và toàn thể công nhân viên chức người lao động Thanh Hóa chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.